Sức mạnh của trí tuệ. Trí tuệ là năng lực để thấy được các pháp thực sự là gì, thực tánh của các pháp, và làm thế nào để hành xử một cách đúng đắn khi các vấn đề của cuộc sống xảy đến trước chúng ta. Hạt giống trí tuệ ngủ ngầm trong mỗi chúng ta, và khi tâm hồn ta nồng ấm và dịu dàng với lòng từ bi, những hạt giống trí tuệ này sẽ phát triển thành những năng lực của nó. Khi một người lắng dịu lại những dòng bộc lưu của tham sân si, họ trở nên một người có lương tâm, đầy lòng trắc ẩn, và họ biết lo lắng cho sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Người ấy tránh không trộm cắp và biết cư xử chánh trực thanh liêm. Người ấy tránh xa sự tà dâm và sống trinh bạch thuần khiết. Người ấy tránh xa việc nói dối. Điều gì người ấy nghe ở nơi này không đem nói ở nơi khác để gây sự bất hòa chia rẽ. Người ấy biết kết hợp lại những người chia rẽ và khuyến khích những người biết sống đoàn kết. Người ấy tránh xa lời nói hung ác, chỉ nói những lời dịu dàng, mềm mỏng, dễ nghe và truyền cảm. Người ấy tránh không nói lời vô ích và chỉ nói những điều hữu ích, đúng thời và hợp với sự kiện. Chính khi tâm người ấy thanh tịnh và cõi lòng người ấy lắng dịu nhờ được trang bị với giới hạnh như vậy, là lúc mà hạt giống thánh thiện, trí tuệ phát triển. Kiến thức hiểu biết về những đặc tánh của cây kim từ tính trong chiếc la bàn có thể giúp người đi biển thấy đúng hướng trên đại dương mênh mông trong những đêm tối tăm nhất, khi không một vì sao nào được thấy. Cũng như vậy, trí tuệ có thể giúp cho người ta thấy các pháp như chúng thực sự là, và nhận ra con đường chân chánh đi đến an lạc. Chính trí tuệ này sẽ giúp chúng ta hội nhập với mọi chúng sinh trong cùng một đại dương mênh mang của từ ái và sự yêu thương.